Rồi, hôm nay mình sẽ review setup QS100 đầu lọc ống hơi. Thợ nào đã lên dinh lớn cho anh rồi, gia này muốn lên dinh lớn tay dài luôn. Mình đã có đồ rồi, mình sẽ review cho anh em coi luôn ha. Dinh này dinh đắp rồi nha, không biết ở đâu làm thì mình không cần biết. Đây đầu lọc ống hơi đàng hoàng nè anh em ơi. Đó, đây đồng này là code 3 rồi. Đầu bò giữ lại, thay đồng bích tông mới, rồi thay cái dinh mới. Bình xăng 110 thái nè. Đó, dinh mà hàng mới nha. Đây nè anh em ơi. Lấy gió ngoài luôn nè. Bây giờ chứ cái này là nó cũng hơi cao giá đó. Bộ xi lanh nè, mở ra đây. Cây dên đủ bằng đạn luôn, dên thái, zin nha. Rồi ok, nó bù xong 7 ly dài hơn cái bù đông zin trong xe 3 ly. Ok, bạc zin nè, bạc thái nè là thứ nhất nè. Thứ hai bích tông nè. Rồi chút nữa mình sẽ tháo ra review từng cái cho anh em coi giờ nè, trong hộp. Rồi nha anh em, đây mới nha anh em. Ok, đây là bích tông với bạc mới nè nha anh em. Mấy cái dấu mực lấy xăng giữa không gian rồi. Rồi ok nha anh em, lấy dấu ngoài nè. Ở đây là vô ngay chốc luôn nha anh em. Rồi nha anh em nè, đầu lòng ống hơi, dàn áo là cái bát chân lồng là bắn dừa luôn đó nha anh em. Mà nãy giờ là bình xăng là bắt dừa hết nè, xử lý khí thải và bắt dừa hết đó. Anh em đầu liên hết đó anh em. Sau khi xong thì êm rồi, nhưng mà không biết là chạy làm sao nha anh em. Êm nha anh em nè, bình xăng nè, đó lên ra nè. Ok nha anh em, êm lắm anh em ơi, nồng mới nha anh em. KFL sau khi xong thì xe chạy đạt nha anh em. Khách ở Đức Hòa, Đức Huệ lận. Xe chạy giọt nha anh em. Thì bình xăng là ngon, không có hợp vết nha anh em. Không có bị nổ bô bập vết. Xe này là thay nồng với tông bạc thái, đồ thái mới đó. Với lại bình xăng quay thái lấy dấu ngoài. Xe đã chạy ngon rồi nha anh em. Với cây dên quay thái, ok nha. Rồi cái này là chạy ngon thiệt sự nha anh em, chứ không phải mình đâu có giống nha anh em. Anh em nào mà muốn lên cái này thì có thể là nhắn Zalo để hỏi giá đồ muốn đi như thế nào thì hỏi mình thì mình sẽ trả lời cho. Rồi trời tối rồi, mình kết thúc video đây nha, về gắn cho khách nữa. Cảm ơn anh em đã xem clip nha.